tất cả mọi người, lại là Dear đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ Tạ Ra. Ok. Và ngày hôm nay lại là ngày cuối tuần và Dear lại quay trở lại với mọi người với những cái ván trải như thường nhật đây. Mọi người ơi, một cái tin rất là sốt dẻo, nóng hot. Cho nên là Dear phải làm một cái clip hoàn toàn mới luôn. Lẽ ra Dear có một cái clip cho tuần này rồi, nhưng mà bởi vì cái tin đó quá hot đi, cho nên Dear muốn là trải liền ngay lúc này luôn. Đó là mới gần đây á, Thủ tướng Chính phủ vừa mới ra một cái quyết định rằng là khuyên rằng mà những cái người trẻ nên kết hôn trước 30 tuổi thì phải. Còn nếu mà các bạn kết hôn sau 30 tuổi các bạn sẽ bị phạt á. Cho nên là đi cảm thấy là ồ, cái sự nguy kịch của những cái con ế dài hạn, sự nguy kịch của những cái bạn những bạn cô đơn alone forever đó đây. Đang đứng trước những cái sự đe dọa quá là nghiêm trọng rồi. Nên bây giờ là ngày hôm nay Dia sẽ trải một cái ván trải liên quan đến vấn đề hôn nhân. Dia cũng bỏ ngỏ cái chủ đề của ngày hôm nay luôn. Nó không phải là một câu hỏi, chỉ là một cái lời ngỏ, đây là bạn và hôn nhân. Cho nên là những cái câu hỏi nhỏ mà Dia có trong ngày hôm nay á, nó sẽ xoay xung quanh cái vấn đề liên quan đến hôn nhân của bản thân bạn. Dù bạn có hay chưa có một đối tượng cho mình thì cũng nên xem, để xem lỡ đâu sau khi bạn có cái bạn xem xong cái này của đi á, bạn sẽ xác định được đối tượng của bạn là ai thì lúc đó còn càng may mắn nữa. Ok, bây giờ thì trước khi bắt đầu thì mọi người nhớ là vì đây là một cái ván bài chảy chung, cho nên mọi người hãy gọi là open và đón nhận nó một cách gọi là cởi mở nhất luôn, đừng có bị gượng ép, và hãy cố gắng làm sao những cái thông tin trong đây nè cho nó fit với cuộc sống của bạn nhất nha. Ở đây thì như thường lệ đi có 1, 2, 3 và 4 tụ bài. Đó, tụ bài số 1 với lá bài của con cá voi này. Ngày hôm nay đi đổi cách chọn tụ chút xíu, đi sẽ chọn bằng lá bài luôn. Đó, tụ số 2 với lá cow, con bò, sloth, con lười, và water dragon, con rồng nước. Ok, con kỳ đà hay rồng nước gì đó cũng không biết nữa, mà ngộ nghĩnh là rồng nước mà để màu đỏ. Rồi, ok, bây giờ mọi người hãy tranh thủ chọn cho mình tụ bài thôi nào. Chúng ta bắt đầu thôi. Tụ bài số 1 bắt đầu. Ok, tụ bài số 1 với cái lá bài con cá voi, với một cái thông điệp ở đây là communication, là sự kết nối, truyền thông, kết nối, dạng giống như vậy đó. Rồi, để nó một bên, để xem lý do tại sao bạn lại có một cái thông điệp như vậy nha. Vậy thì đầu tiên mình phải xem là tình trạng các cái mối quan hệ của bạn như thế nào. Cái mối quan hệ ở đây á, đi muốn đặt ra nó chỉ là những cái mối quan hệ có thể tiến triển trong cái vấn đề tình cảm kìa, chứ không phải mối quan hệ làm việc nha. Làm việc bây giờ mình bỏ qua bên nha, bây giờ mình cần phải giải quyết cái vấn đề là giải ế chứ cái đã. Ai gần 30 tuổi rồi thì phải giải ế chứ cái đã nha mọi người nha. Ok, để xem, đầu tiên chúng ta có lá Queen of Wands, lá Two of Coins, lá Seven of Coins, lá Five of Cups, lá Chitik rồi luôn. Hiện tại thì đi thấy cái bạn của tụ bài số 1 á, bạn khá là tập trung vào công việc luôn á. Đây, Seven of Con, bạn đang có một cái mục đích lớn trong công việc của bản thân bạn, và dường như bạn vẫn chưa thật sự để ý và sẵn sàng cho việc tiếp tới trong cái mối quan hệ yêu đương nào đó. Tuy nhiên ở cái lá Justice này á, sớm nhìn thấy được rằng là sẽ sớm thôi có một cái mối quan hệ sắp xuất hiện trong cuộc sống của bạn rồi. Và maybe nó sẽ đến đầu vào khoảng những cái tháng mà tháng đầu khoảng tháng 10. Trời, đầu khoảng những cái tháng là đầu hay khoảng như thế nào trời. Rồi, đây là dạng như là nếu các bạn là nữ á, các bạn như là nữ doanh nhân á, bạn có một cái đức tính nó hơi thẳng thắn, bạn như nói chung bạn nữ, bạn là con gái mà cái nết bạn như đàn ông vậy đó đây. Bạn là con gái nhưng mà nết bạn quá trời. Queen of Wands cho thấy bạn rất là tự cường, bạn là một cái người nữ có khả năng mạnh trong cái việc là điều khiển cuộc sống của bạn, bạn muốn tự chủ cuộc sống của bạn rất là nhiều. Tuy nhiên ở đây cho thấy được rằng là một trong những cái lý do lớn vì sao hay hiện tại bạn vẫn chưa tìm được một cái đối tượng phù hợp, hoặc cái đối tượng của bạn nó vẫn chưa thật sự phù hợp với bản thân bạn, là bởi vì bạn vẫn còn đắn đo và nhập nhằng bởi một cái gì đó trong quá khứ. Đi cảm nhận rằng là bạn bởi vì bạn giỏi cho nên bạn có quyền đặt ra những cái yêu cầu đối với người đối phương còn lại của bạn, đó là chuyện bình thường. Ở đây bên cạnh cái việc là bạn còn bị ám ảnh một cái gì đó trong quá khứ, cái kiểu giống như là bạn còn bị để ý một cái mối quan hệ cũ trong quá khứ á, thì đi còn nhìn thấy được cái việc á là bạn đòi hỏi ở cái đối phương á phải có cái này cái nọ cái kia, và đôi khi những cái đòi hỏi của bạn á nó quá sức đối với những cái người đang hiện hữu xung quanh bạn. Đó là một trong những cái lý do rất là lớn luôn. Cái tình trạng của các mối quan hệ ngay lúc này của bạn là dường như hiện tại bạn đang có một cái sự tiếc nuối nào đó trong một mối quan hệ cũ. Có thể đây là một cái mối quan hệ liên quan đến bạn bè, hoặc là một cái người đã cùng đi lên hoặc là cùng lớn lên với bạn rất là lâu rồi. Cái dạng giống như là tri kỷ, những người đã lớn lên từ nhỏ đến bây giờ, xong rồi ngay hiện tại các bạn không thể đến với nhau
hay một cái lý do gì đó mà có sự rạn vỡ ở đây. Cho nên là đi cảm nhận là bạn còn tiếc nuối về một cái mối quan hệ cũ, một mối quan hệ có thể đặt tên gọi là tri kỷ. Có thể gọi là tri kỷ. Và lúc này cái điều mà bạn quan tâm á, cái điều mà bạn quan tâm đây những người phụ nữ bền vững, cái điều mà bạn quan tâm chính là cái việc xây dựng cho mình một thế đứng. Bạn muốn thế đứng của bạn ở đây là thế đứng trong công việc á. Bạn đang tập trung rất là nhiều trong cái vấn đề công việc của bản thân đó, và đi cảm nhận như vậy. Và đôi khi những cái vấn đề là bạn cứ tập trung quá nhiều cho cái vấn đề công việc như thế á, thì bạn khó mở lòng ra với nhiều người, và bạn vẫn còn ám ảnh trong quá khứ. Nên nghĩ rằng là đây, lý do tại sao ở đây nó có cái chữ communication, có nghĩa là dạng như một cái cách là truyền thông, một cái kiểu giống như là kết nối mọi người á. Đây, đây chính là thông điệp của bạn luôn, con cá voi. Truyền thông, kết nối. Đó lý do tại sao nó lại có cái lá này. Thì mình chỉ cần nhìn thấy cái tụ này thôi là đi cũng đã hươm hiểu ra rồi. Vậy thì để xem bạn có thích hợp để trở thành một cái người của một cuộc hôn nhân trong lúc này hay không. Bạn có phù hợp trở thành một người của hôn nhân trong lúc này hay không? Câu trả lời là chưa. Câu trả lời là chưa chứ không phải là không nha mọi người. Chưa tức là sẽ có, còn không tức là ế tới già. Ok, chưa là sẽ có thôi. Đây, 3 of 1, 5 of 1 cho thấy là hiện tại trong lòng của bạn á, bạn khá là đấu tranh cho nhiều thứ. Cái đấu tranh của bạn đó là đấu tranh cho hướng đi và sự phát triển của bản thân. Đi xin khẳng định và nhấn mạnh một chút xíu, có thể bản thân bạn là những cái người rất là có cái cá tính rất là mạnh á, cho nên bạn luôn luôn muốn có một cái vị thế nào đó, the emperor nè. Bởi vì mới nói, nếu các bạn là nữ á nha, thì các bạn tính tình rất là đàn ông, rất là rộng rãi, phóng khoáng. Bạn rất là trực tính, ăn nói thẳng thắn, thẳng thừng, có chút xíu hơi nóng tính và hơi có cái gì đó hơi kiêu kỳ á, dạng như vậy, hơi kiêu kỳ. Đó. Và bạn á, ngay lúc này thì bạn vẫn chưa thật sự phù hợp với những cái vấn đề liên quan đến hôn nhân, như là kết hôn hay là tiến đến cái hôn nhân với một ai đó. Bởi vì đi nhìn thấy được việc là bạn còn quá nhiều cái sự bận tâm ngoài kia. Cái sự bận tâm này là bận tâm dành cho chính bản thân bạn. Bạn nghĩ rằng là khi bạn đã xây dựng đầy đủ những cái giá trị cho cuộc sống bạn rồi, thì bạn mới quay sang nghĩ đến giá trị của người đi cạnh bạn. Ok, rồi, vậy thì hãy xem rằng là cái vị hôn phu, tức là cái người mà đồng hành cùng bạn á, cái người đồng hành cùng với bạn trong các cái mối quan hệ hôn nhân của bạn sẽ là người như thế nào, là người như thế nào. Cái người đồng hành với bạn trong mối quan hệ hôn nhân là người như thế nào. Đi cảm thấy đây là một người rất là trầm tĩnh. Đi cảm thấy đây là một người trầm tĩnh nha. Cái lá này nè, lá 8 of 1, 1 nó có ý nghĩa là đây là một người nếu là trầm tĩnh á, thì họ rất là trầm tĩnh luôn. Còn nếu không thì xin thưa là nó nhoi như quỷ. Xin thưa là nó nhoi như quỷ nha mọi người. Đây 8 of 1, nếu đã trầm tính là thật sự rất trầm, còn nếu mà không trầm á là nhoi như quỷ. Đó, một người rất là trầm tĩnh. Nhưng mà đi thích xây dựng theo hướng đây là một người trầm tĩnh, không phải thích nữa, bởi vì những lá tiếp theo nó sẽ bổ sung nè. Princess of Pentacles và lá 3 of Cups. Đây là một người hơi khó hiểu. Có thể bạn nhiệt huyết bao nhiêu, bạn bộc trực bấy nhiêu, bạn nóng nảy bao nhiêu, thì cái người này á lại càng đầm thắm bấy nhiêu, lại càng ổn định bấy nhiêu. Nói chung họ sẽ là một cái mảnh ghép đối nghịch lại với bạn khá là nhiều. Người này cũng có một cái khả năng khá tốt về công việc, họ có một cái khả năng trong công việc khá là ổn định. Tuy nhiên, họ là một người hơi rụt rè và không có dám tiến lên phía trước quá nhiều. Họ thường là những cái người luôn luôn bằng lòng với những cái điều cuộc sống mang đến. Cái bằng lòng nó khác với cái việc là tự mãn nha. Tự mãn là có thể là bạn chưa bằng ai hết trơn nhưng mà bạn nghĩ là bạn quá trời trời, đó là cái gọi là tự mãn. Còn bằng lòng ở đây là họ hiểu được những cái giá trị mà họ đang có là những cái giá trị mà Ok, đi để trở lại đây. Bởi vì hồi nãy thì đang quay, tự nhiên có điện thoại. Trời đất ơi, ta nói nó tức anh ách cái linh hồn luôn. Đang rất là smooth luôn hả mọi người, nhưng mà không sao hết. Bây giờ chúng ta quay lại ha. Thì có thể đây là một cái người khá là bằng lòng với cuộc sống của họ hiện tại. Họ không có cần đòi hỏi gì thêm ngoài những gì mà họ đã có hết. Một người hơi thiếu chí cầu tiến một xíu, nhưng mà đi nghĩ là bạn sẽ là một cái mặt bù đắp lại cho họ rất là nhiều, bởi vì bạn là một người khá là tham vọng. Ok, vậy thì một cái thông điệp, một cái lời khuyên, một cái lời nhắn nhủ an ủi gửi đến cho bạn là ngày hôm nay là gì? Đi lấy cái lá bài này từ cái lá bài lời chúa. Lý do tại sao Ly lại chọn cái lá bài lời chúa của bộ Oracle như thế này? Bởi vì đối với người của đạo Công giáo, người ta quan điểm, không nói chung là cũng rất là nhiều người gọi luôn, gọi đạo Công giáo đạo tình yêu á mọi người, đạo của tình yêu á, love đó. Nên đi nghĩ là chủ đề ngày hôm nay là hôn nhân nè, tình yêu nè, nên lấy cái bộ bài này là khá là thú vị và khá là hợp luôn á. Rồi, hãy xem bộ bài lời Chúa cho chúng ta một cái thông điệp gì.
My father gives you the true bread from a heaven. Dạng giống như là bạn không cần phải lo lắng gì cả. Bạn không cần phải lo lắng gì về cái cuộc đời bạn hết. Vũ trụ, trời đất, ông trời, thiên chúa, Phật mẹ sẽ tự sắp xếp cuộc đời của bạn hết. Đây nè, cha của bạn sẽ tự gợi cha của bạn, đâu phải cha của tôi sẽ gửi cho bạn những cái bánh mì đến từ thiên đàng, dạng giống vậy. Thì nó có nghĩa rằng là những cái ân sủng của bạn hoặc là những cái hạnh phúc của bạn sẽ được thiết lập trước hết rồi. Bạn không cần phải lo cho những cái điều đó nữa. Vũ trụ sẽ tự có cái cách an bài một cách đúng đắn nhất đối với cái cuộc đời của bạn. Ngay lúc này cái điều mà bạn cần là hoàn thiện bản thân mình và sẵn sàng cố gắng mở lòng ra với mọi người. Communication. Ok, tụ bài số 1 kết thúc. Ok, tụ bài số 2 bắt đầu. Tụ bài số 2 với cái lá hình con ủng bò cow với cái chữ là nourishment, có nghĩa là dạng như chất dinh dưỡng á, cung cấp dung dưỡng đâu đó, dạng như vậy, dung dưỡng. Ok, vậy thì để xem rằng trong cái vấn đề tình yêu hôn nhân của bạn nó như thế nào mà lại có cái lá này ở đầu bài đại diện. Đầu tiên ha, để xem rằng tình trạng các mối quan hệ có thể tiến đến tình yêu của bạn, tình trạng các mối quan hệ yêu đương của bạn đang như thế nào, tình trạng của những cuộc tình đang như thế nào. Đầu tiên đi cảm nhận được rằng là cái nền móng của bạn khi tiến đến một cuộc tình đó là phải là vui. Cái vui này á, để khỏa lấp một cái chỗ trống nào đó trong lòng của bạn á, đi cảm nhận được là trong bạn nó trống rỗng à. Bạn có một cái gì đó rất là hụt hẫng và trống trải. Bạn chỉ đang yêu để khuây khỏa thôi. Bạn chỉ đang yêu để trốn tránh cái sự cô đơn của chính bản thân mình thôi. Bạn chưa thật sự tìm ra được một cái mục đích thật sự của cái cuộc tình của các bạn. Đây chính là cái mở đầu của mối quan hệ hiện tại. Hoặc là những gì mà nếu đối với những cái bạn mà hiện tại đang không có mối quan hệ nào hết, hoặc là đang tìm kiếm mà vẫn chưa có, thì đi cảm nhận là cái sự tìm kiếm của các bạn là tìm kiếm đến những cuộc vui nhiều hơn là những cuộc tình. À, ok. Và cái bạn này và các bạn này là một cái người rất là có cái xu hướng, mặc dù là bạn đi tìm cuộc vui nha, mặc dù là bạn đi tìm cuộc vui, nhưng bạn luôn luôn có cho mình cái sự hy sinh và cái sự nặng lòng cho cái mối quan hệ vui chơi đó của bạn. Bạn ngộ nghĩnh lắm. Ban đầu bạn đặt ra là ồ này vui thôi nha, không có đặt là nặng lòng nha. Nhưng cuối cùng bạn là kẻ nặng lòng. Đó, bạn rất là dễ bị lụy trong các mối quan hệ. Và bạn á, trong những cái mối quan hệ á, bạn thường trở thành những cái người gánh vác. Cái người gánh vác là người gánh vác là tự bạn tự gánh á. Không có ai kêu bạn gánh hết, bạn tự tới này thôi để tao gánh giùm cho. Bạn gọi là bạn đi làm chuyện công ích á. Tình yêu chứ không phải là đi chùa mà làm chuyện công ích. Đây, bạn đi làm chuyện công ích không à. Tức là trong cái mối quan hệ đó, bạn mà thấy cái người còn lại họ đau khổ như thế nào, hoặc là họ có cái khó khăn gì, bạn thường là cái người đưa ra cái lời ngỏ ý giúp đỡ, hoặc đưa ra lời khuyên cho người đó rất là nhiều, trong khi người ta không cần, chưa chắc người ta đã cần được cái sự giúp đỡ đó của bạn nữa. Và bởi vì như thế cho ngay lúc này bạn vẫn chưa tìm ra được một cái người có đủ khả năng để chăm sóc và quan tâm cho bạn. Bạn cảm nhận là trong các mối quan hệ bạn như một người mẹ, một người chị, một người anh, một người cha của người khác, chứ không phải là bạn là một người tình. Bạn phải hiểu cái chữ người tình ở đây là người tình của những cuộc yêu đậm sâu nha, chứ không phải là người tình mà one night stand nha. Đó, bạn chưa thật sự có một cái vị thế như một cái người tình đó, mà bạn như là một người anh, một người chị, một người cha, một người chú gì đó, một người mẹ trong mối quan hệ của các bạn. Bạn quá lao tâm cho nó. Và nếu thật sự hiện tại bạn đang không ai hết, bạn không có ai hết, thì đơn giản bởi vì bạn luôn luôn tìm đến những cuộc vui ngắn hạn, cho nên những cái mối quan hệ mà dù cho bạn có tìm được á thì nó cũng không lâu bền. Hoặc hiện tại bạn đang có mối quan hệ thì mối quan hệ của bạn đang có một gánh nặng và bạn vẫn chưa tìm thấy được sự đồng điệu của hai bạn trong cái mối quan hệ hiện tại. Ok, rồi tiếp tục ha. Bạn có thích hợp để trở thành một người của hôn nhân hay không? Một người của hôn nhân. Ok, một thành viên của bộ lạc hôn nhân. Đây, trời ơi, cái hôm hổm đó, bây giờ phải nhắc lại cái vụ mà cưới chồng cưới vợ trước 30 tuổi không thôi bị phạt nữa. Trời ơi, nghe rầu hết sức luôn á. Rồi đây, King of Pentacles nè, Eight of Wands và Page of Cups. Cái lá bài này á, nó tượng trưng cho cái việc rằng là bạn thực sự bạn rất là muốn tiến tới hôn nhân một cách nhanh chóng. Bạn muốn xác lập một cái mối quan hệ bền vững với một người nào đó. Bạn thực sự rất muốn điều đó luôn á. Bạn cực kỳ muốn có một cái cuộc tình vững chãi. Tuy nhiên
Tuy nhiên thì như thế nào ạ? Tuy nhiên bạn vẫn chưa tìm ra cái người, chưa tìm ra cái đích đến của cái mối quan hệ mà bạn mong muốn. Phù hợp á thì bạn phù hợp đó, bạn hoàn toàn có thể trở thành một cái người chồng tốt, một người vợ tốt, bởi vì như đi nói á, là bạn rất là nặng lòng trong các mối quan hệ của các bạn, nhưng mà bạn lại không tìm ra được cái người có cái cảm xúc tương tự như bạn ngay lúc này thôi. Ok, tiếp tục. Vậy thì cái người đồng hành với bạn trong cái cuộc tình của bạn, họ là ai, họ là người như thế nào? Đầu tiên chúng ta có lá Three of Swords, The Empress, King of Swords. Đây là một Đi sẽ đọc một cái dòng thơ nhỏ. Chàng hoặc nàng nha. Chàng hoặc nàng là con của người mẹ hay sầu, nên suốt kiếp mắt chàng thường đẫm lệ. Theo kiểu đây là một người rất là, họ có một cái tâm thái hơi u uẩn, họ luôn luôn nghĩ những cái thứ rất là tiêu cực. Đây là một người hơi tiêu cực. Họ buồn, họ có cái gì đó, một cái nét rất là đượm buồn nha. Và cái lời nói của họ rất cay độc. Buồn nhưng vẫn cay độc, cho thấy được việc là có thể cái người này trong quá khứ đã trải qua rất rất nhiều những cam go trong cái chuyện tình cảm. Cho nên khi mà họ đến với bạn á, họ như một con thú hoang á, một cái con thú hoang mà lâu ngày nó bị hoảng á, xong bạn đến bạn ve vuốt nó nhưng mà nó vẫn chưa an tâm á, vậy như vậy. Thì cái người đồng hành cùng với bạn á, đây vẫn là một người khá là cá tính. Họ cá tính trong cái lời nói của họ nữa, hơi cay nghiệt một chút xíu, nhưng mà đây là một người thật lòng với bạn, thật sự. Đây là một người thật lòng với bạn. Và cái điểm chung mà bạn và họ có đó, bởi vì là bạn thì bạn không tìm thấy được cái niềm vui trong cái cuộc tình của bạn, nên bây giờ hiện tại bạn đang cố gắng tìm những cái sự khỏa lấp á. Còn người này thì họ quá mệt mỏi với những cái mối quan hệ trong quá khứ rồi, cho nên là họ muốn tìm một cái bến đỗ an toàn. Bạn thì bạn cũng muốn có một cái gì đó vững chãi, nên hai người như là một cặp trời xanh gì đó, đúng chưa, một cặp trời xanh. Tuy nhiên cái mà họ và cái mà bạn không có, gọi là có cái mặt đối chọi với nhau, thì đi nhìn thấy đó là cái miệng. Đó, hai người không hợp nhau ở cái miệng. Đây là một người, cái người mà đồng hành với bạn á, đây là người rất là giỏi trong cái việc thuyết phục người khác hoặc là ăn nói. Cái việc ăn nói của người này á, họ có thể khiến bạn á thua cuộc trong cái cuộc tranh luận luôn á. Nhưng mà chẳng sao cả, đi nghĩ rằng là nếu mà các bạn tìm ra được nhau á, đó đã là một cái điều tốt lắm rồi. Vậy thì hãy xem một cái gọi là một cái thông điệp đến từ vũ trụ mà Đi đã lấy, nó sẽ cho bạn là cái gì ngày hôm nay. Cái thông điệp thì Đi lấy bằng cái bộ bài gọi là bộ bài lời Chúa, nó rất là thú vị ha. Heal the sick, dust our darrens, and say unto them, the kingdom of God is coming nigh unto you. Là vậy, giống như là hãy đến và chữa lành những cái người bệnh tật đi, và nói với họ rằng là cái triều đại của thiên đàng của Thiên Chúa đã gần đến với bạn rồi. Cái này á, nó theo kiểu giống như là bạn phải chữa lành chính bản thân bạn, và bạn phải đi chữa lành cho người này. Three of Swords, sự tổn thương đây nè. Bạn phải đi chữa lành cho người này, hãy ve vuốt họ, hãy chữa lành cho họ cũng chính là chữa lành cho chính bản thân bạn. Và cái triều đại của Thiên Chúa thì mình cứ hiểu một cách đơn giản thôi, đó chính là tình yêu, một cái viên mãn, một cái kết viên mãn, một cái kết đẹp đẽ nhất, nó gần đến rồi khi bạn tìm ra được cái người mà cần sự chữa lành của bạn. Ok, cho nên ở đây cái lá đại diện của bạn rất là trùng khớp luôn. Bạn có lá khao với chữ nourishment, là dạng như cái sự dung dưỡng á, bạn sẽ đi dung dưỡng người khác. Ok, rồi tụ bài số 2 kết thúc. Tụ bài số 3 bắt đầu. Tụ bài số 3 với cái lá bài con lười, với cái thông điệp rất là nhỏ nhẹ ở trên đây, đó là trí tuệ. Để xem lý do tại sao trong hôn nhân mà bạn lại có cái thông điệp trí tuệ ở lá con lười này, thì chúng ta mới xem hết nguyên cái dàn bài này. Đầu tiên, để xem cái tình trạng của cái mối quan hệ, của các cái mối quan hệ yêu đương của bạn đang như thế nào. Tình trạng của tình duyên của bạn như thế nào. Tình trạng tình duyên của bạn như thế nào. Ok, Đi cảm nhận được rằng là bạn vừa mới trải qua một cái sự tổn thương nào đó, và bạn chỉ mới kịp trỗi dậy sau cái sự tổn thương đó thôi, nhưng rồi lại bị cuộc đời nó giả một cái chát vô mặt, một cái đau điếng nữa. Thiệt đó là, nói là giả một cái chát thì không, là xém thôi, xém giả một cái chát thôi. Tức là bạn vừa mới có một cái gì đó khá là thất vọng trong cái mối quan hệ cũ, rồi bỗng nhiên bạn chuẩn bị đến một cái mối quan hệ mới, nhưng mà chưa gì hết thì bạn đã ngửi ra được hườm hườm một cái mùi hổng có được thơm cho lắm. Một mối quan hệ hổng có được thơm cho lắm. Cho nên hiện tại á, bạn đang là thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu đó. Bạn đang muốn rằng là dừng cái mối quan hệ này lại. Tuy nhiên Đi nhìn thấy được rằng á, bạn còn khá là đắn đo. Bạn cứ đắn đo, không biết hiểu là đắn đo vì cái gì. Nhưng mà bản thân bạn á,
đi thì không đành mà ở cũng không được, giữ thì thương, gọi là bỏ thì thương, vương thì tội á, vậy giống vậy á. Đây, bạn đi không đành, bỏ không được. Đó, đây chính là cái khó khăn của bạn hiện tại. Tại sao vậy nhờ? Tại sao? Đó, tôi tức quá đi thiệt á. Bởi vì hiện tại cái nền tảng của bạn đang mong muốn tìm tới không hẳn là về công việc và vật chất. Hầu như những cái này á, bạn coi bình thường. Bạn coi cái việc công việc của bản thân bạn và vật chất á, nó đến theo một kiểu tự nhiên rất là bình thường luôn. Cái mà bạn đang quan tâm á, là một cái người nào đó cho bạn cái sự an toàn. Nhưng đi cũng cảm nhận được việc là ngay lúc này bạn đang khá mệt mỏi. Và bạn đang có một cái chút gì đó là một cái sự đắn đo hoặc một cái sự thương hại cho một... Dù cái sự thương hại thì nghe nặng nề và nặng lòng quá. Nên đi sẽ nhẹ nhàng gọi nó là bạn có một cái chút xíu cái sự đắn đo cho một cái mối quan hệ nào đó mà bạn chưa đành lòng bỏ qua. Ok, rồi, vậy để xem rằng bạn có thích hợp để đến với hôn nhân ngay lúc này hay không. Thật ra cái việc mà hôn nhân á, việc kết hôn hoặc là việc chọn đôi chọn lứa luôn luôn là một cái chủ đề ám ảnh trong cái cuộc đời của bạn. Bạn là một cái kẻ cô đơn, bạn thật sự là một kẻ cô đơn mà không chịu được cái cảm giác một mình đâu. Bạn là một người thích có nhiều người bên cạnh mình, thích có bạn bè, thích đàn đúm vui chơi đó. Bạn là người vậy. Bạn đang tìm được, bạn đang muốn tìm ra cho mình một cái người sẽ đồng hành với mình suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên bạn chưa tìm được cái điều đó, và bạn vẫn còn bị ám ảnh bởi một cái điều gì đó trong quá khứ. Nó không hẳn là cái mối quan hệ trước đó nữa, mà có thể là quan hệ trước trước của trước trước nữa. Đó, nói chung là bạn dễ bị để bụng á. Bạn dễ bị để bụng những cái mối quan hệ cũ á. Ok, rồi, vậy thì tóm lại là ngay lúc này thật sự là bạn vẫn chưa có cái duyên mỉm cười đối với cái chuyện hôn nhân của bạn đâu. Cho nên rằng là bạn hãy tập trung phát triển những cái thứ khác của bản thân mình hơn đi. Cái cuộc đời bạn nó sẽ tự có cái cách hoạch định ra thôi. Xem vậy thì cái người tiến tới hôn nhân của bạn, cái người đó là người như thế nào? Đây là một người rất là yêu bạn nha, the lover. Đây là một người thân thiện này, dễ kết nối, họ rất là yêu bạn. Cái quan trọng là họ rất là yêu bạn luôn á. Họ đối xử với bạn rất là thật lòng. Đây là một người cũng hơi ngang bướng. Tuy nhiên cái tính cách của họ hơi ngang bướng một xíu, và họ có vẻ hơi khó hiểu, hay nói một cách khác là đâu đó hơi nhỏ nhen. Nghe thì hơi đàn bà, nhưng mà không sao, không sao hết. Miễn sao mà họ yêu bạn thật lòng là được rồi. Đây là một người an toàn đối với bạn, nhưng không an toàn đối với những người khác. Cái tính tốt của người này đó chỉ là cái sự thân thiện. Nhưng cái sự thân thiện quá của anh ta nó trở thành cái việc rằng là anh ta hoặc cô ta nha, thì nó trở thành cái việc là hơi giả tạo. Cái người này á là muốn làm đẹp lòng mọi người á, kiểu như là con nhan của thiên hạ đồ đó. Dạ, trời ơi, làm dâu trăm họ đồ nè. Thôi đó, thì cái người mà bạn sẽ tiến tới hôn nhân sẽ là một người như thế. Họ rất là yêu bạn luôn, họ rất là chân thành với bạn. Tuy nhiên cái cá tính của họ thì hơi mạnh, và họ cũng luôn họ hơi lì, họ hơi cứng đầu một chút xíu. Rồi last seven of shore cho thấy cái việc nữa là họ cũng hay lén lút làm những cái chuyện sau lưng bạn á, và họ có cái gì đó họ rất là khả nghi và khó tin tưởng. Họ cái bề ngoài của người này có thể là một người không có cao lớn cho lắm, họ sẽ là người khá là chắc, nhìn người họ khá là chắc, hoặc là xương thịt họ rất là chắc. Nhưng mà đây không phải là một người quá to lớn hoặc là quá là cao, họ cũng nhỏ người thôi, nhưng mà người chắc. Nhìn trong đây thì đi có thể mô tả sơ bộ chút xíu vậy thôi. Ok, vậy thì một cái thông điệp từ vũ trụ đến cho bạn trong cái vấn đề yêu đương của bản thân mình, trong cái vấn đề hôn nhân của bản thân mình, nó là cái gì? Đây, đi chọn cái lá bài đến từ bộ bài God gì, lời Chúa, Word of God thì phải, không nhớ nữa đây. Đó, thông điệp của bạn là pray always. Hãy luôn luôn cầu nguyện là như thế nào? Bạn hãy xoa dịu cái nỗi đau trong lòng của bạn. Đầu tiên, bạn đừng có khắc khoải về nó quá nhiều, bởi vì đối với nhà Phật á, khi mà bạn còn để một cái gì đó trong lòng á, tức là bạn vẫn còn cái sân ở trong lòng. Cái sân ở trong lòng của bạn, bạn cứ để đó, bạn cứ buồn hoài, bạn cứ nghĩ tới hoài thì bạn sẽ không buông bỏ được. Không buông bỏ được, người ta gọi đó là chấp niệm. Chấp niệm thì tạo thành nghiệp báo. Ok chưa? Cho nên nó rằng là
đầu tiên bạn hãy tha thứ cho những người đó, bạn hãy cầu nguyện. À, như cái lá bài hãy cầu nguyện, hãy tỉnh táo và cầu nguyện. Cầu nguyện ở đây chính là mở lòng ra, trình bày những cái điều đó và hãy nhẹ lòng đối với những cái điều sẽ đến hoặc sắp đến hoặc đã đến trong cuộc đời của bạn. Bởi vì đó là những điều nên xảy ra. Bạn đừng có trách cuộc đời tại sao nó lại đối xử với bạn thế này thế nọ thế kia. Hãy cầu nguyện đi, hãy an tâm, bởi vì vũ trụ nó sẽ đem đến cho bạn những cái điều cần thiết. Đi cũng đã ngầm hiểu lý do tại sao ở trên cái lá con lừa này nó lại có lá chữ wisdom fit với cái bộ bài của bạn ngày hôm nay, ván trải ngày hôm nay á. Đó là bởi vì bạn có quá nhiều suy nghĩ. Cái suy nghĩ hay gọi là cái kiến thức của bạn á, trong các cuộc tình á, nó để lại cho bạn những cái ám ảnh không tốt đối với chuyện tình yêu. Cho nên là hãy luôn luôn mở lòng ra, hãy tha thứ mọi thứ đi. Quá khứ cũng đã quá khứ rồi, nói chung là vậy. Tôi nói thì nói vậy thôi, nhưng mà ai muốn làm sao thì làm. Làm sao để cho nó nhẹ lòng nhất có thể là được rồi. Bởi vì quá khứ thì đã là quá khứ rồi. Ok, tụ bài số 3 kết thúc. Tụ bài số 4 bắt đầu. Tụ bài số 4 với lá bài Water Dragons. Và một cái thông điệp nhỏ nhỏ như là balance, sự cân bằng, cân đối. Để xem lý do tại sao cuộc tình của các bạn lại có cái lá này xuất hiện. Thì muốn biết thì mình phải đọc hết những lá còn đây ha. Đầu tiên, để mở bài cho cái vấn đề về giữa bạn và hôn nhân, thì để đi xem rằng là tình trạng các cái mối quan hệ yêu đương của các bạn đang như thế nào, tình trạng của các cái chuyện tình cảm của bạn như thế nào. Ok, hiện tại bạn đang tạm hoãn lại một cái chuyện gì đó trong cái chuyện yêu đương. Đi cảm nhận như là bạn tạm hoãn cái việc đi tìm một người á, bạn quá mệt cho việc đi tìm một người nào đó, nên có thể hiện tại nếu bạn đang có một mối quan hệ thì mối quan hệ này đang là lựa chọn an toàn của bạn. Còn nếu hiện tại bạn chưa có mối quan hệ nào hết thì bạn đồng ý, bạn cảm thấy là bạn mở lòng và bạn rất là đón nhận cái việc là bạn một mình á, bạn sẵn sàng đón nhận nó. Đi cảm nhận như thế, bởi vì cái bạn này và bạn tụ bài số 3 khá là giống nhau. Bạn cứ bị, nếu mà bạn tụ bài số 3 là bạn bị khắc khoải bởi vì trong quá khứ bạn đã có một cái vết thương lòng, thì bạn á, chính bản thân bạn là bạn cứ bị khắc khoải, dù bạn không vết thương lòng thật sự lớn thì bạn cũng bị khắc khoải. Bạn bị ám ảnh bởi một cái kết đẹp. Bạn luôn luôn cho rằng là cái chuyện yêu đương á, nó phải có một cái kết tốt. Yêu là để cưới à, bạn luôn luôn vậy á, yêu là phải tiến tới hôn nhân, vậy không vậy? Nhưng không, đời không như là mơ. Đó, cuộc đời vừa mới giả một cái chát vô mặt. Đời không như là mơ mọi người à. Và ngay lúc này á, đi cảm nhận được rằng là dường như trong cái mối quan hệ cũ của bạn thì cái người đó nhỏ tuổi hơn bạn hoặc chí ít cái cách ứng xử của họ rất là trẻ con. Người này cũng là người khá là già mồm hoặc là họ khá là cay độc trong việc sử dụng lời nói. Đối với bạn là như vậy. Nói chung là đi cảm nhận là bạn không có cái sự đánh giá tốt trong cái người yêu cũ của bạn đối với những bạn đã từng có mối quan hệ. Còn đối với những bạn chưa có mối quan hệ thì sao? Đối với những bạn chưa có mối quan hệ thì đi cảm nhận được rằng là bạn rất là ghét một cái người nào đó mà trong cái mối quan hệ họ hơi đanh đá, họ hơi chua ngoa. Nếu đàn bà đánh đá chua ngoa thì còn đỡ, mà đàn ông đánh đá chua ngoa thì thôi rồi, lượm ơi, bịt ra, chị em bận gì đó, không được đã, hiểu không? Rồi tiếp, để xem rằng là vậy thì hiện tại bạn đã có đang thích hợp với cái chuyện yêu đương hay không. Đi có lá The Chariot, lá Three of Pentacles và lá Knight of Pentacles. Thật ra bạn khá là thích hợp cho cái chuyện yêu đương đó chứ. Bạn khá thích hợp. Cái thích hợp ở đây cho thấy việc là cái nền, cái tinh tế của bạn đang có thì khá là thích hợp. Bạn, cái bối cảnh công việc và cuộc sống của bạn nó đang khá là ủng hộ cho việc là hiện tại bạn nên có một cái gì đó xác nhận tình cảm một ai đó. Mọi thứ xung quanh, từ việc học tập cho đến, có thể nếu mà tuổi bạn nhỏ thì là cái chuyện học bạn hoàn toàn có thể control nó được, nhà kiểm soát nó được. Cho nên là cái việc mà bạn mong muốn có một mối quan hệ yêu đương là chuyện hết sức là bình thường và hợp lý. Còn đối với những cái bạn mà đã chững tuổi rồi và công việc các bạn khá là ổn rồi nhưng mà bạn vẫn chưa có một cái bến đỗ thì đây, cái lá bài nó vẫn đúng với những người đó. Cho nên mọi người hãy hiểu theo kiểu đa nghĩa nhất có thể giúp đi nha. Ok, quay lại thì đi cảm nhận được rằng là nếu mà hiện tại á xuất hiện một cái người nào đó mà thực sự chỉ cần phù hợp, nếu mà cái list danh sách chọn bạn của bạn á, chọn bạn mà chơi của bạn đó, nó gồm 10 dòng thì cái người đó chỉ cần phù hợp bạn tầm khoảng 5 hoặc là 4 dòng thôi là bạn, là cái mối quan hệ đó hoàn toàn có thể đi xa được rồi. Đây, bạn đang rất là có cái sự mong mỏi cho cái điều giống như một cái việc chấp cánh trong cái mối quan hệ nào đó, bay đi vậy đó, dạng giống như vậy đó. Vậy thì đi cũng đang rất là thắc mắc, oh my gosh,
Ở đây lúc đầu đi lấy ra 3 lá, nhưng mà không ngờ là đi bị lấy dư một lá. Nào hãy xem lá này lá gì nha. Ok, dư một lá, một cái thông điệp của bạn là lá The Moon ngược. Hiện tại á, bạn đang vẫn chưa biết bạn cần cái gì, hoặc hiện tại bạn vẫn còn đang đi loanh quanh, đi vòng vèo bên trong cái nỗi đau của bản thân bạn. Bạn chưa có một cái ánh nhìn thực sự trực tiếp vào cuộc đời, hoặc bạn còn khá là mơ mộng hão huyền trong các mối quan hệ yêu đương của bản thân bạn. Ok, vậy thì để xem là cái người đồng hành với bạn trong cái cuộc sống gia đình, trong cái cuộc sống hôn nhân, họ sẽ là ai, họ sẽ là người như thế nào. Thì đầu tiên đi cảm nhận đây là một người khá là quyền lực. Họ có cái lực nói khá là tốt. Hoặc là hay nói một cách khác là trong mối quan hệ này, họ hoàn toàn có thể đè đầu cưỡi cổ bạn được. Seven of One, Queen of One, Knight of One. Đây là một người cực kỳ nóng tính. Cực kỳ nóng tính. Cái tôi của họ rất cao. Nhưng cái điểm tốt của họ là đây là một người không có nản chí. Đây là một người rất là có ý chí trong cuộc sống luôn. Họ sẵn sàng vượt qua những cái rào cản. Những cái rào cản. Đây là một người rất là gọi là có cái sự bền vững trong cuộc sống của bản thân họ. Tiếp, đi còn nhìn thấy được cái việc á là về cái người này, về cái khả năng kinh tế và tiềm lực kinh tế của họ, thì đây một người khá là tốt. Họ hoàn toàn có đủ những cái tính chất về mặt kinh tế hay là hiểu biết hoặc là gia đình. Họ hoàn toàn đạt đủ những cái điều đó. Duy chỉ họ thiếu một thứ, là thiếu sự ổn định. Cái ổn định ở đây là ổn định trong tâm trí, ổn định trong tâm hồn kia kìa. Cái ổn định của cái việc là họ hay được ví von như một kẻ đào hoa đa tình. Và bạn rất là mệt mỏi vì cái điều này. Nhưng mà theo đi là chẳng sao cả. Nếu mà bạn thật sự tìm ra được cái người này á, mà bạn đủ cuốn hút và bạn đủ khả năng, thì bạn hoàn toàn có thể giữ được họ thôi. Nhưng mà bạn sẽ hơi cực một chút xíu. Có một cái câu nói mà Dia vô tình biết được, đó là cái người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này á, là cái người phụ nữ mà không cần làm gì cả mà chồng vẫn yêu, hoặc là người tình của họ vẫn yêu họ. Thì đó chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất. À, đây, hiện tại Dia chưa nhìn thấy bạn, hoặc là chưa nhìn thấy cái người kia sắp đến với bạn. Nên có thể rằng là mặc dù bạn hoàn toàn đã sẵn sàng, khá là sẵn sàng cho cái chuyện tiến tới hôn nhân, nhưng bối cảnh của cái cuộc yêu đương thì chưa. Ok, một cái lời khuyên cho bạn từ vũ trụ đây. Một thông điệp của ngày hôm nay thì đi lấy từ cái bộ bài tên là Lời Chúa đây, bởi vì đi nghĩ rằng là trong cái bài ngày hôm nay trải về tình yêu mà lấy lời Chúa ra thì khá là phù hợp. Lời yêu đương mà, lời yêu thương đồ đó. Đây, bạn nên tìm kiếm cả nước Chúa trước, và hãy tìm những cái điều đúng đắn, những cái điều tốt đẹp từ đó, và sau đó những cái điều mà bạn còn thiếu á thì sẽ được Thiên Chúa ban cho. Cái này á, nếu mà dịch một nghe một cái kiểu rất là đạo giáo, rất là đạo đời đó, thì đây, thì nếu mà dịch như đi là nó dịch như vậy, nhưng mà dịch thoáng ra để cho nó fit với cuộc sống của bạn á, thì đi thầm hiểu là như thế này. Đầu tiên bạn hãy đi tìm cái sự thật mà bạn đang còn thiếu đi. Cái sự thật mà bạn còn thiếu đó là cái gì? Đây, đó là cái sự an toàn trong cái mối quan hệ. Bạn còn thiếu cái điều đó. Bạn còn thiếu cái nhìn trực diện, cái sự thật trực diện của cuộc sống. Bạn còn khá mơ mộng. Bạn chưa thật sự bằng lòng với những gì lúc này có nữa. Và sau đó khi bạn hiểu rõ được những điều đó, thì cuộc đời bỗng nhiên, tự nhiên, nó sẽ đem đến cho bạn những điều mà bạn còn thiếu. Ví dụ bạn thiếu tình yêu, nó đem đến tình yêu. Và thiếu hôn nhân, nó đem đến hôn nhân. Đó, ok. Và đây, lý do tại sao cái lá Water Dragons ở đây nó đưa cho bạn thông điệp là balance, thì nếu mà fit vào trong cái ván trải ngày hôm nay thì đi cũng hườm nghĩ ra được. Đó chính là cái việc rằng là bạn đầu tiên bạn cần phải khiến cho cuộc sống của bạn nó trở nên cân bằng trước cái đã, rồi sau đó một chút xíu khuấy động của cái việc bạn có người yêu hoặc là bạn tiến tới hôn nhân á, nó sẽ khiến cho bạn dễ thở hơn. Còn bây giờ trong cái lúc mà bạn còn chưa thật sự sẵn sàng, chưa thật sự ổn định trong cuộc sống nữa, mà lại có một cái người đến nói là bây giờ anh muốn cưới em muốn cưới anh, tao muốn cưới mày, hãy mình yêu nhau đi, thì trời ơi, cũng sợ lắm nha. Đó, do là bạn chưa có cái sự cân bằng trong cuộc sống, thì ngay lúc này cái điều đầu tiên bạn cần phải nghĩ đến nha, hãy làm cho cuộc sống mình trở nên cân bằng. Ok, tụ bài số 4 kết thúc. Mọi người ơi, thì ván trải của Dia ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều về cái sự ủng hộ và theo dõi của mọi người trong khoảng thời gian vừa qua. Và nếu có thể, nếu mà các bạn chưa có bấm theo dõi Dia, thì mọi người có thể bấm một cái like hoặc subscribe kênh channel của Dia, để khi mà Dia ra clip mới các bạn có thể nhận ngay liền cái thông báo nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong Dia Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye.